Cái này thì mình có theo dõi mấy chục năm nay rồi. Thì thấy thế này, cái chuyện là vận thu gom, vận chuyển, rồi xử lý rác vẫn là một cái rất lung tung. 700-800 triệu tấn một năm như vậy thì là 3.000 tấn một năm như vậy thì là rất phức tạp, rất lớn. Và ở khắp nơi đều có tiền hiện tượng là xả rác cả. Sống thì phải có xả rác chứ. Cũng như ông chúng sống thì là phải có nước để cấp và tiền nước thải. Thế thì bây giờ vấn đề là ta sẽ đang bị chưa hoàn chỉnh là cái hệ thống quy hoạch của ta. Quy hoạch của ta không thống nhất từ đầu đến cuối, và quy hoạch không rõ ràng, không sáng sủa, cho nên dẫn đến chuyện là không thanh toán. Người dân người ta không thấy đồng tình. Trong cái chuyện là thu gom vận chuyển này ấy, thì có thì giá có hai giấy. Một cái giấy là của nhà nước thì cũng khá khá ổn, nhưng mà giấy tư nhân ấy, thì có những cái mà tháng còn phải chấn chỉnh. Còn có những hiện tượng về đầu nầu, đầu giấy người đầu nầu thì thuê lại bán lại cho A, B rồi B, B phẩy, B 2 phẩy. Người mà làm B 2 phẩy cuối cùng bởi 3 phẩy gì đó thì chỉ có vấn đề, chỉ có được cái vấn đề là đi được quyền là đi nhập rác, thu gom rác và được nhận một tiền phí nào đó. Còn cái phần mà đầu nầu họ sẽ chiếm như một phần lớn. Đây, những cái chuyện đó là chuyện bất công bằng. Và đây cái cách thu gom của giấy hàng rằng cá nhân tư nhân ấy là có những cái đang còn bị chậm chỉnh đốn, dụng cụ thu gom đang cách thu gom nhếch nhác lắm, mất mỹ quan lắm. Rồi cái tuyến đi cũng không ổn, có lẽ không phải cái vạch cái tuyến cho người thu gom của vận chuyển của những tư nhân ấy, và cả những chuyến tuyến vận chuyển và của những xe nhà nước. Cái vấn đề rác trung chuyển đã nhiều lần có những cái đề xuất nhưng mà làm không được, làm không xong. Ví dụ có một thời kỳ là bảo là không có, ví dụ nên là không cho xe rác chạy qua trung tâm thành phố đi ra đổ ở ra ngoài, ví dụ quận 4 là không được chạy qua trung tâm thành phố để đi đổ rác các vị ở Tân Thành Đông. Đúng rồi. Thế thì bây giờ cũng vậy, xe chuyến qua trung tâm thành phố là nên. Thế thì tuyến đã vận chuyển như vậy, thu gom và vận chuyển như vậy, thu gom cũng đã khó rồi, bây giờ vận chuyển cái tuyến vận chuyển như thế nào có chỗ ổn định, rồi cả cái xe vận chuyển đó ở quá định mọi nhà nước có sẵn được một số xe vào cỡ lớn, nhưng mà cũng cần có những cái xe cỡ nhỏ hơn nữa để đi vào cả cái hẻm, thay dần cả cái hệ thống là trung chuyển đấy và những hệ thống tư nhân một nhích quá nhấp nhặt. Rồi đến gì nữa là củng cố lại và vạch sẵn đường giấy vận chuyển như thế nào. Cái cuối cùng nữa là xử lý. Đây là cái điểm xử lý. Chúng ta đang lúng túng về cái chuyện là xử lý là bây giờ vẫn là chôn lấp chủ yếu. 97%, 87-90% là chôn lấp. Và những cái bài chôn lấp là không bao lâu nó rời đến đây. Thế lại phải chuyển đi chỗ khác. Lại phải hình thành những cái bài mới. Thế thì rất là khó khăn. Đất ở đâu cũng có mà sẵn mà để thay đổi như thế. Trong lúc đó thì các nước tiên tiến như Đức, như tôi có nói một lần như vậy đấy, họ chỉ chôn lấp 3% tổng số rác, còn 90%, 97%, 95%, 97% là xử lý tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu. Đấy, họ đã làm như thế. Thì từ tình hình đó thì họ mới làm được cái chuyện là rác là một loại tài nguyên. Có những nước Bắc Âu chẳng hạn thì người ta phải đi nhập rác nước ngoài về để là cho nhà máy xử lý của họ. Thế thì ở chúng ta thì quá thừa rác mà không làm nguyên liệu tái sử dụng, nghĩa là cái kinh tế tuần hoàn là không làm được.
chưa làm được. Nhưng mà trong tương lai là phải làm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phải làm những chuyện đấy. Thế thì đó là nói về đến trong tương lai, kể quy hoạch 10, 17 năm về sau thôi. Nhưng mà trước mắt cũng phải giải quyết cái vấn đề này. À, chúng ta đã quyết tâm làm xử lý rác theo biến thành điện, nhiệt huyệt, nhiệt điện như thế nào, rồi đốt rác ở mức độ nào, cách đốt rác sao để lấy lại cái năng lượng nhỏ. Thế thì không phải là cái khoa học vừa nói thì cái không có cái gì khó nữa, nhưng vấn đề là kỹ thuật của nó, công trình của nó và đầu tư ra sao. À, có chủ trương đúng đắn thì kêu gọi đầu tư dễ, cũng như chúng ta đang kêu gọi đầu tư cái điện mặt trời chẳng hạn, điện gió chẳng hạn, thì bước đầu đã thấy có những cái thành công đó. Có những cái là Ninh Thuận chẳng hạn, những cái đôi là đôi hoang như vậy, cát bỏng như vậy cũng làm được gì. Bây giờ người ta làm phát điện, hoặc là Bạc Liêu người ta làm điện gió chẳng hạn, đó là thành công. Thế thì chúng ta có làm được trong giải không? Môi trường đô thị của thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 triệu dân như này mà cứ lỡ sinh linh sinh mãi cái chuyện này, hội đồng họp bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn năm nào cũng thế, nó như vậy. Bên cạnh đó là vấn đề ngập nước nữa, trong cái chuyện thoát nước này cũng vậy, chúng ta vẫn chưa giải quyết một cách là trọn vẹn. Thế thì cái Trung Nam, công ty Trung Nam 10.000 tỷ là chỉ giải quyết vấn đề là ngập cho tiêu, ảnh hưởng ngập cho tiêu, mà chỉ có một phạm vi lưu vực nhỏ thế thôi, vẫn chưa xong. Hết mắc mở cái này sang mắc mở cái kia, không có một cái nhạc trưởng nào thật vững mạnh. Thế thì cái tôi đang nói lại một cái nữa, vai trò của người đứng đầu ở đây, người đứng đầu của các sở, người đứng đầu của thành ủy ban nhân dân thành phố phải lo những cái chuyện đó thật là rốt ráo đi, chứ đừng còn đá bóng thắng chân người khác hoặc là đùn đẩy trách nhiệm. Thôi khi chủ trương thì hoan nghênh, nếu được làm được thì 50% là tốt rồi, mà trước mắt mình người nói thì làm được 30% đã. Người ta làm từng bước dần dần và làm những mô hình gọi là mô hình mẫu, mô đơn mẫu ấy. Thì rồi kêu gọi các đầu tư của tư nhân, đầu tư nước ngoài vào thì chắc là thành công thôi. Chứ mình cũng không có tin tưởng được. Làm cái gì mà mình không tin thì mình cũng không bao giờ làm được. Mình phải tin vào cái sức sáng tạo của con người Việt Nam, cái đợt của những người chuyên gia nước ngoài, hoặc là tin được ở cái mức độ là lãnh đạo quy hoạch của thành phố. Và con người cần là lãnh đạo cần cân nảy mực ấy, là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thành công. Có thể chưa 50% thì rất hoan nghênh, nhưng mà hãy cứ đạt 30% đã rồi chúng ta sẽ tiến thành 20% kia nữa thì chả mấy chốc. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng đó là cái việc mà chúng ta kiểm soát ô nhiễm ở dưới đất thì nó dễ, còn cái việc mà kiểm soát ô nhiễm trên không khí, thì nó là đúng rồi. Kiểm soát ô nhiễm không khí thì bao giờ cũng khó hơn kiểm soát ô nhiễm ở đất. À, đất đã khó rồi nhưng mà nước qua đất thì còn dễ một chút so với ô nhiễm không khí. Tại vì cái phát tán trong không khí là mình nó phụ thuộc nhiều yếu tố quá, 7-8 nhân tố yếu tố của mình, gió mưa rồi gọi là các cái khả năng phát tán, cả địa hình, địa vật lý này kia rất là lớn. Nhưng mà máy thay cho chúng ta là thành phố ta cái vấn đề ô nhiễm không khí thì mới ở cái mức độ là mùi thôi. Và ở cái địa môi trường của Việt Nam mình ấy, Việt Nam ấy, thì còn có mang tính chất chuyển đổi trong lành. Nhưng mà hãy quý vị cẩn thận, nếu chúng ta vì giải quyết vấn đề năng lượng một cách rốt ráo mà lại đầu tư nhiệt điện vào, nhiệt điện than ấy, thì nguy hiểm lắm. Cái đó là bằng cách nào, những cách nào, nhưng mà bằng nhiệt điện than thì rất nguy hiểm. Như chúng ta đã có Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, rồi Vĩnh Tân 4 nữa, mấy cái Vĩnh Tân đó là bầu trời nó đen kịt, những cái bụi mịn, là bụi nhỏ hơn, rồi phải 25 lắm.
thì rất nguy hiểm. Nó đi thẳng vào thành phổi của người ta, nó gây ra ung thư rất nhiều kiểu. Tại sao mới có những người lan chết của vị ung thư nhiều tí thế? Vì cây do ung thư do ổn được cùng một phần, do trong đất cũng một phần, nhưng một phần nhiều là tác động rất mạnh nhất là ô nhiễm không khí. Những cái bụi mịn này, như bụi mịn CO, bụi mịn là carbon này là rất là nguy hiểm. Vướng nữa là cái vùng mà những cái vùng dân cư mà dân cư tự phát mà không theo quy hoạch đâu cả. Ví dụ như là ở chỗ Hiệp Bình Chánh này, hoặc là ở chỗ cái gì vừa nói, tôi vừa nói cái Hóc Môn đấy, quận 12 này, rồi một số cái đường từ Thành Lộc này rồi chạy sang ngã Ba Dông này, đấy cái vùng đó là vùng tự phát rất nhiều. Đất ruộng là tự nhiên người ta là sáng nhường sang tay thì là ta mua, người ta là xây nhà và nhà mọc lên như nậm, không có quy hoạch nào cả. Cái đó cũng là rất khó. Mình phải nói đi nói phải nói lại là chỗ cái khó của người dân cùng với quản lý là cái chỗ đó. Những cái khu dân cư mà mọc lên mà không theo quy hoạch nào cả. Vậy thì trong quy hoạch đó thì có một quy hoạch là môi trường, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên, thế thì quy đúng. Thì chúng ta về thế nào sẽ xét lại một cái và hành động có vẻ uyển chuyển hơn một chút. Những cái chỗ mà người ta là làm không phải quy hoạch nhưng mà đã hình thành được những cái công viên, những vườn hoa, những cây cảnh, những khu gọi là những cái đảo tiểu đảo để cho người dân người ta hưởng thì không nên để đặt vào. Mặc dù là rất anh bí thế nào thì bí về cái diện tích về trung chuyển thì anh cũng được để vào trong, vì anh để vào trong cái rạc vào trong công viên như thế thì hóa ra là anh đầu độc người dân, mùi nó bốc lên rồi nước rỉ rạc nó bốc lên và cảnh quan của nó không còn là coi như là cảnh quan xinh đẹp nữa cả, không đáng sống được nữa. Thế thì chúng ta phải dẹp ngay cái chuyện đấy. Nhưng mà tìm ở chỗ nào hay là chúng ta không tổ chức trung chuyển nữa, đấy cũng phải cân nhắc. Nếu có giải pháp mà cái nguồn rạc tại chỗ chúng ta giải quyết được bằng những xe nhỏ, bằng những người lái xe, cùng với lái xe ép rạc đấy hợp vệ sinh thì bị chuyển thẳng đến cái chỗ bãi rạc chứ không có trung chuyển nữa. Mà làm trung chuyển mấy chục năm chúng ta đã bị gọi là kêu ca rất lớn lớn rồi. Bây giờ những khu mà khu dân cư người ta đang yên ổn như vậy, tự nhiên như vậy mọc lên một cái phải trung chuyển thì không ai chịu nổi và người dân ta phản ứng. Tại sao mà lại khi này phóng viên có nói chuyện là có những cái chỗ mà gọi là tiểu đảo là ở trong cái khu nội đô của mình vậy, tự nhiên để cái khu trung chuyển về ra rồi ở đấy thì tôi cho không hợp lý. Bí quá thì có mới để đưa vào đấy. Thế mà vì sao phải đưa vào đấy? Bởi vì đưa vào đấy không ai phản đối gì cả, không cần gần người dân, nhà dân, không cần nhà dân nào cả, thì nó tinh thổi thể như thế thôi. Nhưng mà cái đó không được giải quyết lâu dài, anh phải để tạm thời như thế thôi. Nhưng mà thì còn còn được, nhưng mà trong tương lai là anh phải là giải quyết đi.